Xin chào các bạn ha. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn về cái phần thủ thuật máy tính nha. Thì cái vấn đề mà mình nói á, là cái chỗ mà cái file Explorer này nè, trên cái Windows 10 á, có một số cái máy tính mà khi các bạn mở lên á, nó sẽ bị treo luôn ở chỗ này. Thì tại sao nó bị treo? Thì ở đây các bạn thấy á, mặc định khi các bạn mở lên á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể truy cập tới cái phần gọi là Quick Access. Quick Access người ta còn gọi là truy cập nhanh nha. Thì các bạn thấy ở trong cái mục Quick Access này á, nó sẽ thể hiện những cái gì mà chúng ta truy cập gần đây nhất. Nó sẽ thể hiện ở đây. Để giúp cho các bạn có thể truy cập nhanh ha. Tuy nhiên thì nếu như máy tính các bạn mạnh á, thì cái phần này nó rất là tốt. Nó giúp cho mình có thể truy cập lại những cái gì mà các bạn thường dùng á. Tuy nhiên đối với những cái máy tính mà cấu hình thấp và RAM mà nó ít á, thì rất thường xuyên bị treo ở chỗ này. Thế thì làm cách nào để khắc phục? Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn ba cái thủ thuật nhỏ ha, giúp cho các bạn có thể xử lý được cái phần này. Thì cái thủ thuật nhỏ đầu tiên á là chúng ta sẽ không cho nó truy cập vào cái phần Quick Access này nữa, mà nó sẽ đi thẳng vào cái phần là Disk PC luôn. Thì ở đây các bạn chọn cái mục là View, sau đó các bạn click vào cái mục Option bên đây. Thì ở đây các bạn thấy á, mặc định á, là nó đang để cái mục là khi mà mở cái file Explorer lên á, thì nó sẽ bật cái phần Quick Access. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh qua cái phần là Disk PC này, thì nó sẽ truy cập tới cái phần Disk PC này của mình luôn. Ở đây giả sử như mình nhấn OK nha, thì khi các bạn mở cái file Explorer lên á, thì bây giờ thay vì nó vào Quick Access thì nó sẽ vào Disk PC, các bạn thấy chưa? Thế thì ở đây các bạn thấy nó không có nạp cái phần là Quick Access nữa ha, thì nó sẽ giúp cho mình tải nhanh hơn. Ngoài ra để có thể xóa những cái truy cập cũ đó, các bạn có thể vào View, cũng trong cái phần Option này. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái mục gọi là riêng tư nè. Ở đây các bạn bấm vào cái nút Clear ha, thì nó sẽ xóa luôn những cái truy cập gần nhất của mình. Rồi khi các bạn xóa thì nó sẽ giải phóng được cái việc mà lưu trữ cái lịch sử mà các bạn truy cập á, file Explorer nha. Rồi sau khi xóa xong thì các bạn nhấn OK. Tiếp theo thì cũng trong cái cửa sổ file Explorer này, ngay chỗ cái khung địa chỉ này, các bạn sẽ truy cập tới cái đường dẫn này. Thì cái đường dẫn này tương đối nó dài dòng ha, thì mình sẽ để trong cái phần mô tả của video nha. Các bạn có việc copy, sau đó các bạn mở cái file Explorer các bạn dán lên là được. Rồi sau khi các bạn dán xong thì các bạn nhấn Enter. Thì lúc này các bạn thấy nó đã thể hiện những cái file tạm này. Thì những cái file tạm này nó lưu trữ cái quá trình mà các bạn truy cập trong cái phần file Explorer. Bây giờ các bạn cứ việc nhấn Run A, sau đó các bạn nhấn phím Delete cho bằng phím ha, để các bạn xóa tất cả những cái này. Thì sau khi mà các bạn làm xong ba cái thủ thuật nhỏ đó, thì bây giờ cái việc mà mở cái file Explorer lên á, bây giờ nó rất là nhanh ha, các bạn thấy nha. Thế thì với cái chia sẻ vừa rồi ha, hy vọng là các bạn sẽ cải thiện được cái hiệu năng của máy tính của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới video nha. Chào các bạn. Hey,